Kìa, cái danh cái kênh này á là Kiệt chỉ báo động người truyền tin, người nào có hữu duyên hiểu được những lời Kiệt nói là có lợi, cũng giống như các lãnh đạo. Nếu khoảng tháng 5, tháng 6 vừa rồi mà có hữu duyên nghe Kiệt nói á, cứ thả cho dân đi về đi. Rồi hôm nay á, dân cả triệu triệu người trở lại Bình Dương làm việc rồi, thì cái nền kinh tế mình không có bị sụp. Mà ông đâu có nghe đâu. Kiệt kêu á, mua gạo dự trữ, Kiệt kêu á, có tiền mua vàng. Kiệt nói rất là nhiều thứ. Kiệt nói 2-3 tuần nữa Covid sẽ không còn nhiều, nó sẽ hết. Những gì Kiệt nói trúng gần 90%. Để Kiệt giờ nói lại gần 1 năm mấy nay Kiệt nói nè. Kiệt nói á, từ lúc mà trước khi Covid xảy ra thì năm 2018 Kiệt có nói kêu bà con đi mua đồ ăn, có mấy clip đó. Và sao nói, Kiệt nói là Trung Quốc sẽ chia 5 xẻ 7, Đài Loan tuyên bố độc lập, nước Việt Đức Phật sẽ ra đời. Kiệt nói cái bệnh Covid Vũ Hán á, là do Trung Cộng làm, ở trên nói. Và Kiệt biết được mấy vị cho mình cái vaccine của Mỹ là tốt, nhưng mà vaccine của Trung Cộng lại không tốt. Thì lúc vaccine nó ra đời là có. Gần đây mấy vị cho nói muốn mà mình trong tương lai nhân loại mình á, phải chỉnh đổi lại vấn đề mà ô nhiễm môi trường, thì mình sống chung với Covid á, thì ở trên cho 2 viên thuốc giống như 2 viên thuốc cảm vậy đó, thì người nào vừa mới bị Covid uống liền là hết, thì lúc đó mình sẽ có 2 viên thuốc bỏ túi hay là ở nhà. Kiệt có nói cái đó, thì những chuyện đó chưa xảy ra. Kiệt nói Bắc Hàn á, người ta sẽ lôi đầu cái thằng mập xuống là Kim Jong Un á, không biết có ai còn nhớ cái clip Lăng Anh Phụng nhấn Kiệt hồi cách đây gần 2 năm á, rồi sẽ tự thống nhất. Đài Loan tuyên bố độc lập, thời xưa không ai bao giờ tin. Kiệt nói biết bao nhiêu bạn bè nó cười nó chửi Kiệt, nói cả 10 năm nó còn chưa đánh nữa. Kiệt nói Trung Quốc chia 5 xẻ 7, thời đó Trung Quốc á, là nó rất là cực kỳ thịnh, nó ở Mỹ còn thiếu nợ nó 3-4 nghìn tỷ, thì làm sao mà nó chia 5 xẻ 7 được, nó rất là mạnh. Nhưng mà Kiệt bảo đảm có, thì hôm nay nó chưa xảy ra, sắp sửa. Tất cả những chuyện Kiệt nói, cả ông Trump, Kiệt nói ổng sẽ thắng cả lòng người. Hôm nay ổng bước xuống ổng thắng cả thế giới. Ổng bây giờ không còn tổng thống, nhưng mà quyền lực của ổng sau lưng á là vẫn tiếp tục, ổng sẽ trở lại. Và Đảng Cộng Hòa sắp sửa sẽ trở lại. Thì lúc đó nói bình trị, tại vì tại sao Kiệt dám nói những chuyện đó, mà trong khi Kiệt nói thẳng trên này đâu phải là chuyện dễ làm đâu quý vị. Đâu có ai dám nói Sài Gòn 2 tuần sẽ hết Covid. Là lý do là là cái xã hội này á, tất cả những cái ác á, nó cũng như mặt đen và mặt trắng. Lần này Kiệt nói lại nữa, khi mà nó thay đổi thì nước Mỹ phải thay đổi trước, từ đen ra trắng, rồi lúc đó nó Trung Cộng sẽ không còn là Cộng sản nữa, Việt Nam cũng sẽ thay đổi luôn, thì Đài Loan cũng thay đổi, thì mọi người sẽ không còn ai mà cứ tối ngày cứ đem 3 cái tàu ngầm bờ, máy bay được cứ bay qua bay lại hù dọa. Nói tới đây á, từng rồi Kiệt nói chuyện với mấy vị, với nó thằng Trung Cộng á, 3 cái đồ tàu ngầm máy bay hỏa tiễn súng đạn cả quân đội luôn đều là đồ mã không à, đồ mã tức là đồ xài mới được á, chỉ đi hù thôi chứ không có mà đánh thật, không có làm được cái gì hết, nó không có đánh. Nhưng nước Trung Cộng sẽ mấy năm nay á, bị thiên tai rất là nhiều, dân á, sắp sửa bị chết đói, khi chết đói nó sẽ bị nội loạn á. Đó, thì trở lại những điều Kiệt nói. Kiệt nói nhiều lắm, mà những người nào mà mến Kiệt theo dõi thì cứ cứ ấy, tại vì khi Kiệt nói này Kiệt không có giấy mực gì hết, hiện giờ cũng không có giấy mực, nghĩ tới đâu điển tới đâu Kiệt nói tới đó thôi. Hiện bây giờ là giờ chót, cho nên cả ở trong cõi vô vi và cõi hữu hình mình cũng rất là chiến đấu, rất là ác liệt. Chứ mấy vị không có thấy cõi và hiện tượng của những cái thời gian gần đây á, nó rất là kỳ lạ. Thì các thiện thần với ác thần á, cũng đấu đá nhau. Ở dưới thế gian mình cũng vậy. Biden, Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ cũng đang đấu đá nhau. Rồi ngoài Biển Đông, Đài Loan cũng với Trung Cộng ngày đêm á, 24 trên 24, không biết lúc nào á, nổ ra chiến tranh. Sắp sửa sẽ có thể cúp điện toàn thế giới nữa đó, mà mấy cái